số 2 ấy. À, từ từ. Làm con lấy cơm ra đây cho em Thi Thi. À, để mẹ lấy cái bát khác em Thi Thi nhá. Mẹ lấy thêm cái bát lại cho em Thi Thi nhá. À Thi Thi, mẹ lấy thêm bát cho. Đúng rồi, chờ mẹ nha. Con lấy cơm ra bát này cho em Thi Thi. Đó. Con bới ra cho em một bát đi. Con lấy đi cơm trong đây. Ôi giời, sao con lấy được ít thế? Đây mẹ hộ nha. Thế con lấy đi, con lấy cho em đi. Đây này, con để đây. Con lấy cơm đây lấy cho dễ. Sao lấy được hạt cơm này? Đây con lấy đây. Lại rớt rồi. Một cái thêm nữa. Đang ít quá. Cho tiếp. Nhiều nhiều lên. Rồi. Không được rồi. Ôi. Đây đây. Rồi. Đây, rồi con chưa được mà, chưa được tí nào hết luôn. À, nhanh Thi Thi ngồi chờ này con này. Ui. Con này. Không ăn. Con ăn đi. Để mẹ xúc cho nhá. Mẹ con tự xúc con ăn đi cho nè. Tự giúp ăn đi mẹ xem rõ không nào. À, con bưng bát lên con tự giúp ăn đi. Đó nhờ. Ngon quá. Con ăn đi, ruồi nó bay hết rồi. Ruồi bay hết rồi. Con ăn đi. Bà. Con ăn đi. Bà. Không cần đâu. Bà. Bà. Thôi, mang đi. Đây. Bập. Bập á, không cần bập đâu. Nó đi hết rồi. Này, Thi Thi ăn giỏi không? Con ăn đi. Ăn thi với em Thi Thi nào xem ai chị ăn hết trước hay em ăn hết trước nào? Thi. À của Thi đấy hả? Thế con ăn trong bát đi. Thế mẹ cầm cho. Mẹ cầm cho. Hả? Thi Thi ăn đi con. Con đi. Mà. Ừ, em ơi, ăn đi. Ăn đi, ăn với chị đi. Dạ. Con đưa cho em đi. Con đưa cái này cho em. Cái bát này cho em nha. Cho em cả cái xông to em ăn luôn.
Con bóc cái vỏ này ra. Bóc ra để xem rõ nào. Không biết đường bóc mà ăn. Đây con ăn mình cái này con bỏ cái vỏ này ra. Hút, rớt thôi. Đây bánh của con đây. Này. Cầm cái này ăn mà. Và lại bắt 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 bắt. Đây nè, bánh đây nữa này. Cái gì? Này. Nè, ấy mẹ lấy được rồi. Đây, lên. Này nào, đây. Này nào, này nào. Đây, cái vỏ mà, đây này, bánh đây mà. Đây. Ây da. Lấy bánh mới ăn, lấy vỏ. Cao lên cho em nhảy này. Này, cái gì? Nè. Đó. Ở đây, cái này mới đúng của em. Đây. Cái gì? Đây, nhảy nào. Này.